Light Finance, the world of financial freedom. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Light Finance. Các bạn thân mến, Larry Hay từng nói, tôi có hai quy tắc trong trading cũng như trong cuộc sống. Thứ nhất, nếu bạn không đặt cược thì bạn không thể thắng. Thứ hai, nếu bạn hết vốn thì bạn không thể đặt cược. Vâng, và đây cũng là nhân vật mà trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Lauren Hay là một nhà quản lý quỹ phòng hộ cùng với S-Sekota, là một trong những tổ tiên của giao dịch hệ thống. Trong thời gian học đại học thì Hay là một nhà quảng bá nhạc rock cũng như là một diễn viên và nhà biên kịch không thường xuyên, nhưng cuối cùng anh cũng trở nên nghiêm túc khi ở trong ngành âm nhạc. Tuy nhiên, sau một vài sự cố, anh quyết định trở thành một người môi giới chứng khoán vào năm 1968. Hay đồng sáng lập Mint Investment vào năm 1981. Đến năm 1990, Mint trở thành cố vấn thương mại hàng hóa lớn nhất thế giới về tài sản được quản lý. Năm 1990, Jack Walker dành riêng một chương của cuốn sách bán chạy nhất của mình là Market Quizzer cho triết lý quản lý rủi ro về kinh doanh của Hay. Trong cùng năm đó, Hay bắt đầu thêm giao dịch có hệ thống của thị trường chứng khoán vào danh mục đầu tư tương lai được quản lý bởi Mint. Trong thời gian này, ông cũng thành lập một quan hệ đối tác với tập đoàn Mint và đi tiên phong trong khái niệm quỹ bảo vệ chính, dẫn đến một số sản phẩm có cấu trúc thành công về cải tiến kỹ thuật tài chính. Năm 1994, ông đã nghỉ hưu từ vai trò của mình là quản lý quỹ thực hành tại Mint, và kể từ đó, ông duy trì vị trí giám đốc điều hành của Hay Capital LLC. Năm 2000, Hay chọn tập trung vào các hoạt động văn phòng gia đình của mình, bao gồm kinh doanh độc quyền và tiếp tục nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực giao dịch có hệ thống. Tham gia bởi các thành viên cũ của nhóm Mint gốc, Hay đã thành lập Hay Capital Management. Cũng trong năm đó, Hay trở thành nhà đầu tư chính và là chủ tịch khu vực Bắc Mỹ của Metropolitan Venture Partner, một công ty đầu tư mạo hiểm dựa trên công nghệ. Ông vẫn duy trì vị trí đó cho đến nay. Tính đến năm 2010, Hay đã hợp tác với quản lý tài sản tiêu chuẩn quốc tế để tạo ra một chiến lược các quỹ phòng hộ lỏng cũng như một quỹ tài khoản được quản lý. Hay thành lập doanh nghiệp từ thiện của riêng mình, tổ chức Hay, nơi ông làm chủ tịch, tập trung vào việc giảm bớt tình trạng vô gia cư ở New York và hỗ trợ các học giả có công việc và cuộc sống đang bị đe dọa trong xã hội đàn áp. Ngoài ra, ông còn là chủ tịch Ủy ban phát triển cho quỹ cứu trợ học giả của Viện Giáo dục Quốc tế. Mục tiêu của ủy ban là cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho các học giả và chuyên gia có nguy cơ trên toàn thế giới. Cuộc đời và sự nghiệp của Larry Hay cũng đã khép lại tại đây. Và chúng tôi hy vọng rằng sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức cũng như hướng đi mà các nhà đầu tư thành công đã lựa chọn. Chúc các bạn sẽ có một ngày giao dịch thật thành công. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.